Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần thoải mái bên người thân. Trong chương trình trưa nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị nhiều nội dung đáng chú ý được chúng tôi cập nhật. Những nội dung chính gồm: đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri của các địa phương; lãnh đạo thành phố Vũng Tàu đối thoại với các hộ dân thuộc dự án đường 30 tháng 4; Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh giám sát công tác giảm nghèo tại xã An Ngãi, huyện Long Điền. Quý vị đang theo dõi phần thông tin địa phương trong chương trình Hòa nhịp phát triển. Những ghi nhận tại huyện Đất Đỏ sẽ bắt đầu chương trình. Thưa quý vị, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 6, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và huyện Đất Đỏ vừa có buổi tiếp xúc hơn 200 cử tri xã Lộc An và thị trấn Phước Hải trong ngày cuối cùng của đợt tiếp xúc trước kỳ họp. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện Đất Đỏ thông báo về nội dung chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới, tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, cử tri của xã Lộc An, thị trấn Phước Hải kiến nghị một số vấn đề liên quan đến các chính sách chăm lo cho gia đình có công, tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi heo. Cử tri cũng mong muốn tỉnh đào giác cải tạo hồ suối Bông, xã Lộc An để đảm bảo nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp địa phương. Từ năm 2003, thời điểm mới tái lập, huyện Đất Đỏ đã bắt đầu quy hoạch và đặt tên đường giao thông theo những địa danh quan trọng ở địa phương hoặc danh nhân hoặc tên các anh hùng liệt sĩ. Việc làm này góp phần giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương và lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho người dân địa phương. Đến nay, huyện Đất Đỏ có 70 tuyến đường đã hiện hữu và khoảng 60 tuyến đường theo thiết kế quy hoạch đã được đặt tên. Các tuyến đường sau khi được đặt tên còn giúp địa phương thuận lợi trong quản lý đô thị, trong giao dịch và liên lạc của các cơ quan, tổ chức và nhân dân địa phương. Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ vừa tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực năm 2018. Tham dự meeting có lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể, ủy ban nhân dân các xã thị trấn, đoàn viên thanh niên và đông đảo nhân dân địa phương. Với chủ đề chủ động phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em, tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực năm 2018 tại huyện Đất Đỏ tập trung vào các nội dung tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và toàn xã hội chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, cùng tham gia hành động thúc đẩy bình đẳng giới. Sau buổi lễ meeting, các xe hoa tuyên truyền của các đơn vị và xã thị trấn đã diễu hành qua các tuyến đường chính của huyện, kêu gọi người dân cùng hưởng ứng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực. Thưa quý vị, dự án đường 30 tháng 4 thuộc địa bàn thành phố Vũng Tàu được triển khai thực hiện từ năm 2001 với tổng mức đầu tư gần 950 tỷ đồng. Đến thời điểm này, dự án hoàn thành trên 90%. Phần còn lại có đoạn dài khoảng 80 m tại phường 12 đến nay vẫn chưa thi công do 6 hộ dân có đất trong vùng dự án không chịu bàn giao mặt bằng. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã đối thoại trực tiếp với những hộ dân chưa bàn giao mặt bằng thuộc dự án đường 30 tháng 4. 3 trên 6 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng đến dự buổi đối thoại này. Tại buổi đối thoại với lãnh đạo thành phố Vũng Tàu, các hộ dân cho biết sở dĩ chưa bàn giao mặt bằng để thi công đường 30 tháng 4 là do họ cho rằng mức đền bù chưa thỏa đáng, diện tích đất được bồi thường ít hơn so với diện tích bị thu hồi. Trước ý kiến của người dân, đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Phòng Quản lý Đô thị thành phố Vũng Tàu và các đơn vị liên quan đã giải thích rõ ràng. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Phòng Quản lý Đô thị và các đơn vị liên quan tổ chức đo lại diện tích đất bị thu hồi của các hộ dân. Song song đó, lãnh đạo thành phố cùng đơn vị liên quan cũng vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng để dự án hoàn thành phần cuối cùng. Đối với các hộ không hợp tác, không bàn giao mặt bằng, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu sẽ cương quyết cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, những năm gần đây, cùng với các địa phương có du lịch biển, huyện Xuyên Mộc đang dần trở thành điểm thu hút du khách nhờ những ưu thế về cảnh quan môi trường sinh thái. Năm 2018, ngành du lịch huyện Xuyên Mộc đã đón và phục vụ hơn 800.000 lượt khách, doanh thu ước đạt khoảng 1.400 tỷ đồng, tăng từ 15% so với năm 2017. Hiện nay, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc có 99 dự án du lịch được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép với tổng vốn đăng ký 120.000 tỷ đồng. Đến thời điểm này có 15 dự án đi vào hoạt động, trong đó có nhiều dự án lớn tầm cỡ 4 đến 5 sao.
trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh. Tuyến du lịch biển Xuyên Mộc đóng vai trò rất quan trọng và đang dần định hình làm một cực thu hút khách dọc theo tuyến gian biển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong tháng tri ân khách hàng, Điện lực Xuyên Mộc chú trọng cải tiến và hiện đại hóa hệ thống lưới điện, nâng cao chất lượng vận hành lưới điện, năng lực quản lý nhằm mang lại những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng sử dụng điện. Thời gian qua, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, phân công cán bộ, nhân viên hỗ trợ giải quyết kịp thời các yêu cầu của khách hàng về thời gian cưng, giảm cung cấp điện, cắt điện, sửa chữa điện, tiếp nhận thông tin của khách hàng qua tổng đài, đa dạng các hình thức thanh toán tiền điện, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã tuyên truyền về an toàn điện trong sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp. Chất lượng dịch vụ cung cấp điện trên địa bàn huyện Xuyên Mộc không ngừng được cải thiện, đồng thời hạn chế thấp nhất thời gian mất điện. Trong 9 tháng đầu năm 2018, sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn Xuyên Mộc tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Điện lực huyện Xuyên Mộc đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quản lý vận hành hệ thống lưới điện, tiếp tục đầu tư nâng cấp cải tạo lưới điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của khách hàng. Thông tin về huyện Xuyên Mộc tiếp tục với những ghi nhận trong hoạt động tập huấn. Hơn 200 đại biểu là cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã tham dự hội nghị phổ biến quán triệt luật tiếp cận thông tin và luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước do Ủy ban nhân dân huyện tổ chức. Hội nghị nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm cho cán bộ các cơ quan đơn vị trong thực thi công vụ. Nội dung của luật nhằm thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng về mở rộng dân chủ, đảm bảo quyền công dân, quyền con người, tạo cơ chế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, đảm bảo quyền được thông tin của nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được giới thiệu những điểm trong luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và một số văn bản hướng dẫn thi hành. Hơn 120 học viên là cán bộ, công dân, viên chức, giáo viên, trường học trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã được tập huấn về công tác truyền thông hiến máu tình nguyện. Các học viên đã trao đổi những nội dung, tình hình hiến máu tình nguyện trên thế giới, tại Việt Nam và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cách xây dựng nguồn hiến máu tình nguyện, tâm lý người hiến máu, hướng dẫn cách chăm sóc người hiến máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện, vân vân. Dịp này, các học viên cũng đã được thông tin về tình hình an toàn giao thông trong nước và tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong năm 2018 và được tuyên truyền vận động nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông. Tiếp tục thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Côn Đảo. Sau phần báo cáo của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cử tri huyện Côn Đảo kiến nghị với các đại biểu những nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai, việc cưỡng chế đối với các hộ dân lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép trên đất nhà nước quản lý. Hướng xử lý giải quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với các hộ dân đang sinh sống trong khu vực Lô Ca, việc dạy tiếng Anh cho người dân Côn Đảo để phục vụ cho việc phát triển du lịch của địa phương. Sau khi nghe ý kiến của cử tri và những giải trình của đại diện lãnh đạo địa phương, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm rõ thêm một số vấn đề cử tri Côn Đảo quan tâm. Đối với các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận, tổng hợp để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới. Thưa quý vị, xây dựng gia đình với tiêu chí ông bà, cha mẹ hòa thuận gương mẫu, con cháu hiếu thảo được Hội người cao tuổi thành phố Bà Rịa triển khai và thực hiện có hiệu quả trong nhiều năm nay. Với vai trò là cây cao bóng cả, các bậc cao niên đã tích cực rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần gương mẫu trên mọi lĩnh vực, trở thành tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Với phương châm lấy địa bàn dân cư làm trọng tâm hoạt động, lấy hộ gia đình, dòng họ làm mục tiêu vận động, thời gian qua Hội người cao tuổi thành phố Bà Rịa triển khai thực hiện phong trào ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa sâu rộng ngay từ cấp cơ sở. Các hoạt động chăm sóc phụng dưỡng ông bà, cha mẹ, quan tâm dạy dỗ con cháu, xây dựng gia đình hòa thuận đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm của các thế hệ trong gia đình đối với xã hội. Năm 2018, toàn thành phố Bà Rịa có 5.623 cán bộ, hội viên người cao tuổi đạt danh hiệu tuổi cao gương sáng và trên 97% hộ gia đình giang quá. Phong trào xây dựng gia đình, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng cho thế hệ trẻ biết kính trọng, tham gia chăm sóc người cao tuổi. Ghi nhận từ huyện Long Điền sẽ khép lại phần thông tin địa phương hôm nay. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân huyện Long Điền vừa tổ chức kỳ họp thứ 8 nhằm thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện. Tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân huyện Long Điền, các đại biểu tham dự đã thông qua tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.
Theo nội dung điều chỉnh, tổng diện tích đất tự nhiên trên địa bàn huyện Long Điền là gần 8.000 hectare. Giai đoạn 2016-2020, huyện Long Điền lập kế hoạch thu hồi gần 670 hectare, trong đó đất nông nghiệp thu hồi là hơn 500 hectare, đất phi nông nghiệp thu hồi gần 160 hectare, chuyển mục đích sử dụng đất gần 420 hectare. Trên cơ sở thẩm tra của các ban chuyên môn thuộc Hội đồng Nhân dân huyện Long Điền, tại kỳ họp các đại biểu đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của địa phương. Huyện ủy Long Điền giao trách nhiệm cho Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức triển khai nghị quyết, giao thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, các ban Hội đồng Nhân dân, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện giám sát việc thực hiện nghị quyết. Trong năm 2018, xã An Ngãi, huyện Long Điền đã cấp trên 600 thẻ bảo hiểm y tế, xây mới một căn nhà với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng cho người nghèo, người già neo đơn, hỗ trợ lập hồ sơ giải quyết cho 37 hộ nghèo vay trên 500 triệu đồng vốn tín dụng ưu đãi để cải thiện đời sống, miễn giảm học phí cho 76 học sinh thuộc diện hộ nghèo. Đây là những kết quả nổi bật được xã An Ngãi báo cáo với đoàn giám sát của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh trong buổi làm việc với địa phương về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2018. Trong năm 2018, xã An Ngãi, huyện Long Điền đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách hỗ trợ về y tế, pháp lý, giáo dục, tín dụng với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ về nhà ở, tiền điện và các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn xã từng bước được đầu tư. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội giúp đời sống người nghèo được cải thiện rõ rệt. Lãnh đạo xã An Hải đã kiến nghị với đoàn giám sát về công tác giảm nghèo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh những nội dung. Tỉnh và ngành chức năng cần tăng cường mở các lớp tập huấn, hướng dẫn các mô hình trồng trọt chăn nuôi hiệu quả cho các hộ nghèo. Hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người nghèo mắc bệnh nan y, có chính sách vay không lãi suất cho các hộ nghèo. Đoàn giám sát ghi nhận những ý kiến kiến nghị của địa phương, đồng thời đề nghị xã An Hải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, rà soát lại thực trạng của các hộ nghèo theo từng chuẩn nghèo để có giải pháp thực hiện xóa nghèo cho phù hợp. Các xã thị trấn trên địa bàn huyện Long Điền vừa đồng loạt ra quân chiến dịch diệt lăng quăng phòng bệnh sốt xuất huyết. Trong buổi sáng ra quân phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Long Điền đã huy động nhân dân tham gia dọn vệ sinh, khai thông cống rãnh, mương thoát nước, phát quang bụi rậm, loại bỏ các dụng cụ phế thải chứa nước để loại trừ lăng quăng. Các nhân viên y tế cộng đồng đi đến từng hộ gia đình phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp loại trừ lăng quăng tại gia đình để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Đây là đợt ra quân diệt lăng quăng lần thứ 6 trong năm 2018 của huyện Long Điền. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra 120 ca bệnh sốt xuất huyết, 8 ổ dịch, giảm 28 ca bệnh và 6 ổ dịch so với cùng kỳ năm 2017. Nhãn xuồng cơm vàng không chỉ có riêng ở Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng ấn tượng về độ ngọt thơm, cùi dày, trái đẹp thì phải là nhãn xuồng cơm vàng Bà Rịa Vũng Tàu, mà cụ thể là nhãn xuồng cơm vàng tại vùng đất Xuyên Mộc. Nhãn xuồng cơm vàng Xuyên Mộc với nhãn hiệu tập thể Nhân Tâm giờ có mặt ở hầu hết các hệ thống siêu thị. Sự chờ đợi và thưởng thức những trái nhãn xuồng cơm vàng nhãn hiệu Nhân Tâm vào mỗi độ tháng 7 cũng đã trở thành quen thuộc với người tiêu dùng. Vậy mà cách đây hơn 10 năm, loại quả quý này đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Với nỗi niềm đau đớn của một người nông dân với cây nhãn quê hương, ông Đào Văn Hiếu đã tìm mọi cách để hồi sinh loại cây nhãn quý này. Và đây cũng là người nông dân chúng tôi giới thiệu đến quý vị trong câu chuyện Đất và Người Bà Rịa Vũng Tàu. Xuyên Mộc có đặc điểm thổ nhưỡng là đất cát pha, giàu hàm lượng kali, phù hợp cho nhãn xuồng cơm vàng. Thực tế hơn 10 năm trước, nhãn Xuyên Mộc bây giờ là nhãn da bò, từng lâm cảnh có nguy cơ bị xóa sổ vì năng suất thấp, vì dịch bệnh, nhất là bệnh chổi rồng và vì giá cả bấp bênh. Nhiều vườn nhãn bị chặt hàng loạt để chuyển sang trồng khoai mì, loại cây trồng cho thu nhập cao hơn nhãn hoặc là đành bỏ hoang. Gắn bó với cây nhãn bao nhiêu năm, người nông dân Đào Văn Hiếu ở xã Hòa Hiệp vô cùng đau xót. Bản thân tôi thấy nó cũng tủi thân lắm, tủi thân cho người nông dân Việt Nam. Phải nói rằng suốt cuộc đời trồng chặt. Tôi nghĩ rằng không biết đến cái lúc 60-70 tuổi như bây giờ, mình còn trồng chặt được bao nhiêu lần như vậy nữa. Mà phải làm gì đó cho nó có tính bền vững. Quyết gắn bó với cây nhãn nên ông Đào Văn Hiếu cũng xác định giữ lấy cây nhãn, nhưng phải theo một cách khác. Tìm đọc nhiều tài liệu về cây nhãn, ông Hiếu biết thêm có một loại nhãn xuồng cơm vàng được trồng nhiều ở thành phố Vũng Tàu.
đưa giống nhãn đang phát triển tốt ở Vũng Tàu về Xuyên Mộc, không thể bê nguyên xi. Ông Hiếu tìm cách lai ghép nhãn xuồng cơm vàng với giống nhãn da bò địa phương. Lai ghép là một công việc khó khăn, đòi hỏi phải rất am hiểu kỹ thuật và cả sự dày công, bền chí. Dốc biết bao công sức mà suốt một năm ròng đầu tiên, số gốc nhãn ông Hiếu lai ghép thành công, đếm trên đầu ngón tay. Tốn kém, mệt mỏi, nhưng có một chút thành công, nghĩa là đã có cơ sở để giống nhãn mới ra đời. Chút thành công này càng thôi thúc ông Hiếu dấn thân, kiên trì điều chỉnh phương pháp lai ghép. 3 năm sau, những nỗ lực của ông Đào Văn Hiếu đã được bù đắp. Giống nhãn lai ghép xuồng cơm mang hương vị đặc trưng của vùng đất Xuyên Mộc ra đời. Với ưu điểm, cây lai ghép khỏe mạnh hơn, cho trái căng tròn, đẹp về hình thức hơn, hương vị cũng thanh, ngọt, thơm hơn nhãn thuần gốc. Thêm nữa, nhãn xuồng cơm vàng Xuyên Mộc cho năng suất cao, hơn 2 tấn một hecta, hơn gần 0,5 tấn so với nhãn da bò ở Xuyên Mộc trước đó. Từ thành công của mình, ông Hiếu mạnh dạn vận động bà con ngừng việc chặt bỏ và trồng lại cây nhãn. Ông hướng dẫn kỹ thuật lai ghép cho các bà con trong vùng, từng bước đưa cây nhãn hồi sinh. Không dừng lại ở đó, ông Hiếu tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật, áp dụng quy trình việt gáp để cây nhãn cho trái chất lượng hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Nhờ vậy, sản lượng trên 1 hecta không ngừng tăng, 5 tấn và hiện nay đạt từ 7 tấn tới 8 tấn, có vườn đạt đến hơn 11 tấn 1 hecta. Còn chi phí đầu tư giảm đến gần 30% 1 hecta, mang lại thu nhập cho chủ vườn mỗi hecta từ 200 tới 250 triệu đồng. Được sự đồng hành của địa phương, ông Hiếu tiếp tục thành lập hợp tác xã nhãn xuồng cơm vàng Nhân Tâm nhằm góp phần ổn định giá thành sản phẩm và tìm kiếm cơ hội đưa nhãn vào các hệ thống siêu thị trên toàn quốc. Nói chung bà con trong thành viên hợp tác xã cũng như ngoài, họ cũng rất là hồ hởi. Thụ lúc đầu họ cảm thấy từ hợp tác xã họ ngoảnh đi, không muốn nói chuyện gì đấy. Nhưng từ khi cái trái nhãn mà bắt đầu được tiêu thụ một cách ổn định, có giá, nhất là chênh lệch giá cho bà con từ 3.000 đến 5.000. Diện tích nhãn tại huyện Xuyên Mộc hiện phát triển mạnh ở các xã Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bình Châu với gần 1.300 hectare, sản lượng đạt hơn 17.000 tấn một năm, chiếm hơn 50% sản lượng nhãn toàn tỉnh. Cây nhãn xuồng cơm vàng trở thành sinh kế của nhiều người dân Xuyên Mộc. Thì do cái lúc trước mình chặt ra trồng thì cứ bà con nông dân thì biết rồi, thì cứ cây mì thì cứ theo cây mì, cây mì có giá theo cây mì, cây điều có giá theo cây điều. Hoặc là cái gì mà ngay cây gì có giá thì bà con ưa chạy theo. Nhưng mà giữa anh em tôi đây thì không chạy theo. Được nhờ anh Hiếu anh tư vấn là anh em tôi chuyển từ ngày chuyển qua cái nhãn xuồng thì thấy thì kinh tế khá ổn định. Và cái nó nói chung là cái năng suất của nó thì cũng tương đối ổn định. Linh hoạt chủ động thay đổi phương thức sản xuất, cộng thêm sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh. Mỗi năm, hợp tác xã nhãn xuồng cơm vàng Nhân Tâm bán ra thị trường khoảng từ 35 tới 45 tấn. Sản phẩm của hợp tác xã đã đạt chứng nhận việt gáp, được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm tin cậy năm 2013, là biểu tượng thương hiệu dịch vụ uy tín vì người Việt do câu lạc bộ doanh nhân Tiến Phong Việt Nam trao tặng. Bình chọn năm 2014 là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2013 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức và trao tặng. Vùng đất Xuyên Mộc có trái nhãn xuồng cơm vàng để người dân bản địa làm giàu, để tự hào, để những ai ghé qua Xuyên Mộc phải luyến lưu với hương vị và hình những vườn nhãn bạc ngàn, lúc triểu quả, cùng hình ảnh những nông dân chân chất, hồn hậu mà năng động, thấp thoáng trong vườn nhãn. Chương trình Hòa Nhịp Phát Triển trưa nay tạm dừng tại đây. Những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế liên tục được chúng tôi cập nhật vào các khung giờ 14h50, 18h30 và 21h50 trong ngày. Rất mong đón nhận sự quan tâm theo dõi của quý vị.